Nếu có vài tỷ mà mang đi đầu tư bất động sản thì lời khuyên của Trức là anh chị em hãy đem trứng bỏ vào nhiều giỏ. Chúng ta nên mua vài ba mảnh chứ đừng tập trung vào một mảnh. Câu chuyện là rất nhiều người bỏ ra vài ba tỷ chỉ mua một miếng đất mà miếng đất đó lại vài chục triệu một mét. Như vậy là các bạn chỉ sở hữu được một cái mảnh đất trên dưới 100 mét vuông mà thôi. Và cái cơ hội nhân đôi nhân ba cho những cái mảnh đất đó nó rất là khó. Và khi Trước nói đến đây thì một số anh chị em lại nói rằng là cái khả năng thanh khoản của nó dễ, mua những mảnh đất đấy thì thành khả năng khoản dễ. Nhưng anh chị em thân mến này, những cái mảnh đất đấy ấy, đôi khi anh em lại mua vào cái mảnh đất mà chúng ta đang ở cái vị trí đu đỉnh. Như mấy năm gần đây ấy, thì rất nhiều bạn mang vài tỷ đi mua, thậm chí là không phải mang vài tỷ của mình đi mua mà mang vài tỷ rồi lại cộng mấy vay ngân hàng nữa, lại ăn dính vào cái đu đỉnh, mà trong khi đó lại mua vào được có 100 mét đất, trên dưới 100 mét đất mà thôi. Khi đu đỉnh rồi thì chúng ta lại phải cắt, nếu cần tiền bán đi thì lại cắt lỗ, chưa chắc khả năng thanh khoản đã dễ. Và khi đã lỗ rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là mua xong lại thấy là có nghĩa là lại đợi, hy vọng đợi rằng là 1 2 tháng 3 tháng nó lên giá. Như cái tư tưởng kinh doanh như vậy thì lại lại nhiều khi lại như kiểu mang tính chất là ăn may rủi ro sập bẫy. Có đôi khi nó cũng không phải là bẫy, nhiều khi là những cái mảnh đất lại cứ người nọ qua người kia, qua người nọ qua người kia là kiếm vài ba chục, rồi đến lúc mà khi mà bạn là người cuối cùng mà cầm cái mảnh đất đấy thì nó đang là ở đỉnh rồi, và bán ra cũng chẳng ai mua, lỗ vài triệu, thậm chí là lỗ vài triệu mét vuông cũng không ai mua. Mà câu chuyện này nó gặp thường xuyên ở trong cái giai đoạn năm 2022 này. Và cái lời khuyên của Trước là anh em hãy khi mà mới làm bất động sản và chúng ta mang mấy tỷ đi ấy, thì chúng ta nên mua vài mảnh, một mảnh đất vùng ven khoảng 1 tỷ hay là 500 triệu. Một mảnh đất có giá trị chung chung, ví dụ như là cái mặt đường nào đó mà nó còn hoang sơ, ví dụ như là đường quốc lộ ấy, ở cái vùng xa trung tâm thị trấn một chút thì nó chỉ tầm 1 2 tỷ thôi chẳng hạn như vậy. Và chúng ta lại tiếp tục mua cái mảnh đất khoảng 5 triệu 7 triệu nữa. Như vậy là chúng ta có 3 tỷ, chúng ta mua được ba, sở hữu được ba mảnh đất. Mà không mảnh đất này nó lên giá thì mảnh đất kia nó sẽ lên giá. Nếu chúng ta dính vào cái mảnh đu đỉnh, cái mảnh 2 tỷ hay là 1 tỷ rưỡi chúng ta mua nó dính vào đu đỉnh thì chúng ta còn cơ hội là lên giá ở cái mảnh 500 triệu hay cái mảnh 1 tỷ kia. Ví dụ như ở cái thời điểm này rất nhiều cái mảnh đất đô thị họ bán khoảng tầm 700 triệu hay 800 triệu là có hơn 100 mét vuông đất chẳng hạn. Hay có những cơ hội khác ở các cái nơi khác thì đất đô thị nó chỉ tầm 5, đất phân lô ấy, hay là đất đấu giá ấy, thì nó rơi vào 5 triệu đến 10 triệu mét, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta mua được một mảnh này. Chúng ta mua cái mảnh đất vùng ven giá loại 1 triệu đến 2 triệu hay là 3 triệu một mét này, chúng ta mua được mảnh nữa này. Và chúng ta lại tiếp tục mua cái mảnh đất mà theo cái ý của các bạn. Thông thường rất nhiều người mới vào làm bất động sản thì ít chơi đất vùng ven mà hay chơi cái loại đất vài ba chục, 20 triệu một mét. Đấy thì khả năng nó nhân đôi nhân ba là không có. À, nếu nó nhân đôi nhân ba thì rất là lâu. Đấy là chúng ta chơi kiểu an toàn và chúng ta đem, đấy là chính là gọi là đem trứng bỏ vào nhiều giỏ đấy. Không mảnh này mảnh cái mảnh mà bạn mua nó 20-30 triệu mét nó không lên giá thì bạn ăn cái mảnh đất vùng ven nó sẽ lên giá trong tương lai. Hoặc cái mảnh đất, ví dụ như là cái mảnh đất vùng ven thì nó 1 triệu thì nó khả năng nó lên nhân đôi là 2 triệu, hoặc là nó nhân 3 là 3 triệu mét thì nó rất dễ bạn nhân đôi nhân 3 tài sản. Còn cái mảnh đất đô thị thì cái mảnh đất mà mang đấu giá hay là phân lô, được phân lô ở đô thị rồi ấy, thì nó là 5 triệu hay là 10 triệu một mét vuông ấy, thì cái mảnh đấy nó khả năng tăng trưởng cũng khá dễ. Đấy là lời khuyên của Trước ở trong cái video, các cái chuỗi video làm về bất động sản, để nói với anh chị em rằng là tất nhiên rằng là các bạn có vài ba tỷ trong tay rồi là các bạn rất là giỏi trong cái lĩnh vực của mình. Nhưng mà đôi khi các bạn không thể là giỏi ở trong bất động sản. Anh em như này nhá, để Trước nói phân tích thêm cho anh chị em này. Có những người mua được một hai mảnh đất và mua đúng thời điểm nó lên giá và cứ nghĩ rằng là mình là người thông minh, là mình là người tài giỏi trong lĩnh vực bất động sản, và tiếp tục anh em lại bán những cái mảnh đất vừa mới lên giá ấy đi, sau đó ôm những mảnh đất khác
đi các cái vùng đất sốt khác, thế là ăn đúng là đô đỉnh. Và trường hợp mà này thì chúng cũng gặp rất là nhiều anh em rồi, bán cái mảnh giữa ngày cách đây vài năm mua cái mảnh đất 700 triệu và bán được 1,5 tỷ lãi 800 triệu, và hai mảnh như thế lãi được hơn 1 tỷ, mà cuối cùng bán cả hai mảnh nó đi dồn được khoảng 3 tỷ đi mua một mảnh đất, hai mảnh đất 20-30 triệu ở mét vuông ở các cái vùng đất sốt, đất tăng giá, cứ nghĩ rằng là sẽ ăn được ngay. Nhưng câu chuyện là mang 3 tỷ đó xong lại vay thêm ngân hàng nữa, cuối cùng là ôm hận tu đỉnh. Mà câu chuyện là anh em thân mến, thì khi mà các bạn đã nghe đến đây rồi thì là các bạn hiểu về bất động sản và muốn nghe thêm gì đó về bất động sản, và hy vọng rằng là qua các cái chuỗi video của Trúc thì anh em chị em chúng ta nên xem lại để chúng ta có, hoặc là xem các cái video của những người làm bất động sản khác và rất là giỏi về bất động sản trên mạng, trên các kênh mạng xã hội các bạn gặp rất là nhiều. Nếu chúng ta có ý định đi mua đất, kể cả các bạn không phải là nhà mua đất, các bạn là người làm ăn được, các bạn mua một vài mảnh đất thì các bạn cũng phải nên xem. Đôi khi trong bất động sản thì kiếm tiền rất là dễ mà mất tiền cũng dễ hơn rất là nhiều. Mất tiền trong bất động sản thì là một là đô đỉnh, hai là mua phải dính quy hoạch, ba là mua phải bất động sản tranh chấp, bốn là mua phải cái bất động sản mà phong thủy kém, năm là các bạn mua phải những mảnh đất mà khả năng nó tăng trưởng không tốt, không đúng thời điểm, không đúng vị trí. Đó là những cái rủi ro trong bất động sản. Nghe thì nghe như vậy thôi, nhưng vấn đề là chúng ta khi chúng ta mua, chúng ta xuống tiền nhưng mà chúng ta không xem xét kỹ, không, các bạn không ghi lại những cái thông tin này. Khi mà chúng ta mua thì chúng ta checklist lại, chúng ta xem lại, các bạn ghi ra danh sách những sai lầm trong bất động sản, và chúng ta xuống tiền, khi xuống tiền rồi là mất cơ hội. Đấy, chúng ta phải xem lại những cái sai lầm trong bất động sản. Đấy. Quy hoạch, tranh chấp, phong thủy, đô đỉnh các thứ, chúng ta ghi lại, chúng ta xem lại để chúng ta có những cái đi vào bất động sản đỡ tránh mất tiền. Người ta là nhiều người làm ăn được trong bất động sản mà chúng ta nhau chúng ta đi mua, chúng ta nghĩ rằng làm ăn bất động sản dễ kiếm tiền, nhưng nó dễ khi mà người ta vào đúng thời điểm đất bắt đầu sốt, mua có thể bán lướt được. Nhưng mà đất nó sốt một thời gian, đất đã sốt tầm 1-2 năm rồi thì đừng bao giờ anh chị em lao vào. Thời điểm cuối 2022 này là cái thời điểm rất là tốt để anh chị em sở hữu bất động sản. Nhưng mà khi mà ngân hàng họ mở zoom ra, họ tiếp tục cho vay thì lúc ấy bất động sản nó lại sốt lên. Đây, cho nên là anh chị em là tôi cũng không dám khẳng định là lúc nào đất nó sẽ lên giá, không biết lúc nào đất nó xuống giá. Cái đây là cái dự kiến. Chứ còn cái video trước thì chưa có làm là bây giờ là thời điểm bắt đáy. Nhưng nhiều anh em cũng bảo là 2024-2025 nó mới bắt đáy cơ. Thì cái đây là quan điểm cá nhân thôi, cũng chưa biết đúng, chưa biết sai như thế nào. Thì chờ đợi thời gian nó sẽ trả lời là 24 nó bắt đáy hay là 25 nó bắt đáy. Khi mà ngân hàng người ta còn siết zoom ấy, thì nó sẽ còn bắt đáy. Và khi ngân hàng mở ra thì các bạn yên tâm rằng là đất nó lại sốt thôi. Vì phong trào làm đất của Việt Nam là phong trào Azure, anh chị em thân mến. Xin chào. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì thì hãy cho Trúc xin ý kiến, mà Trúc sẽ làm video để mà giải đáp những thắc mắc và cùng anh em chị em học hỏi về bất động sản. Bởi vì là từ bất động sản mà khoảng cách giàu nghèo của nhiều người đã tăng lên rất là nhiều. Có nhiều người sẽ không có khả năng sở hữu bất động sản trong thời gian tới, hay là chúng ta nôm na chúng ta không, nhiều người không có khả năng mà sở hữu nhà riêng ấy. Xin chào anh chị em nhé, hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo.